À, chào mọi người, đây là cái rồi chết à, số 5. À đề A, tát số 5. Thì task này à, trong thêm mình thi web view á thì à, online á thì nó có câu như sau ha. À, hãy à, trong cái ô F3 à, trong cái box à, worksheet ha, mình chuyển qua đây. Thì ô F3 nha, mình chọn ô F3 nha. Hãy import tức là hãy nhập cái file là Lion tt txt À, vào ha và nó định dạng cách file là tab ha tab và nó có header thì đây bạn chọn chỗ này ha rồi bạn chọn data ha. nhập vào rồi bạn chọn get data chọn rom file bạn sẽ chọn đó là rom test ha file test bấm vô thì khi file test nó chọn mở lên á thì bạn chọn thư mục documents ha à, documents thì documents trong document này có file đó là lion contest nè đó và bấm nút import thì nó sẽ hiện ra cái bảng nha nó ra cái bảng này thì thì là như vậy thì cái cách khoảng nè bằng chọn là task đừng có chọn nhầm nha task còn đi thi mà nó chọn là comment hay là colon gì bằng chọn nha Nó chọn task thì bằng chọn task sau đó cái dòng data từ này Dựa trên 20 dòng đầu thì bạn thấy đây là nó có header sẵn rồi nè name Phone với stay nó có header sẵn là bạn không cần làm gì hết à, để đây bạn sẽ chọn uh, loss nè bạn bấm sổ nút sổ xuống nha nút sổ xuống này nè bạn chọn loss to nha đừng chọn ấn vào loss nha chọn loss to nha à, uh, lót vào đâu á tu của dấu bo cho chấm á bấm vô thì nó sẽ ra cái bảng chỗ này thì bạn sẽ thấy là nó chọn đó hiện tại là chọn table nha chọn table rồi bạn chọn đó là exciting uh, worksheet đó thì ở đây nó nói cho uh, cái gì ạ uh, ở ô F3 nè thì bạn chọn exciting worksheet nha ô F3 nè, nè. Rồi accept tất cả các giá trị mặc định thì bạn bấm nút OK luôn à, OK luôn thì nó tự động nó query ra cái file nó lót ra cái file chỗ đây đó thì cái file nó là nó xuất hiện là name phone có header luôn có cái tên như thế này header luôn thì nó giống như cái file này nè mình sẽ mở file cho mấy đứa coi này document ha cái file này nè à, còn nè Đó, thì nó sẽ ra cách khoảng cách khoảng ra nè cái cái đầu tiên nó sẽ làm cái header nè à, y chang cái đề bài nè cái header nè à, đơn giản vậy thôi À, lưu ý nha cái thi online nó 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 như vậy thôi chứ nó 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 không có hiện giống cái 2016 đâu nha hiện giống uh, như vậy nè